Nay ngày 17 tháng 6 năm 2017 của Đỗ Quốc Hiền rất cảm ơn các bác đã từ Gia Lâm về ủng hộ Đỗ Quốc Hiền để ký duyệt và cặp bàn thờ gỗ vụ dài 1m97, sâu 87, mặt dày 1,5 ft. Và đây có lẽ là những cái một trong vài chiếc bàn thờ gỗ vụ cuối cùng, tại vì chúng tôi hiện nay chuyển sang làm gỗ gõ đỏ. Gõ đỏ và vụ thì cái giá thành tương đương nhưng mà cái ý thích của mỗi người khác nhau. Cái này là chuyển về đâu em nhỉ? Vẫn chỗ Keo Sủi. Cái đấy thuộc về xã gì? Kim Sơn. Xã Kim Sơn á? Xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm. Là xã cuối cùng rồi đấy đúng không? Giáp Bắc Ninh. Giáp sang tỉnh Bắc Ninh rồi đúng không? Rồi, cảm ơn em. Khách quen về lấy mấy lần?